Thưa quý vị, để chủ động cơ sở điều trị các ca mắc COVID-19 trong trường hợp gia tăng các bệnh nhân trong thời gian tới, tỉnh Hà Nam đã đề xuất xây dựng một bệnh viện dã chiến chuyên tiếp nhận các bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Từ chiều ngày hôm qua 30 tháng 4, hàng trăm cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đã được huy động để tích cực xây dựng một bệnh viện dã chiến 400 giường ngay tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Hà Nam. Các cơ sở vật chất, thuốc men cũng được dự phòng đưa về đây. Dự kiến là trong chiều tối nay thì hoàn thành và có thể tiếp nhận các bệnh nhân từ sáng ngày mai 2 tháng 5. Để đảm bảo công tác ứng phó với chùm ca bệnh COVID-19 ở thôn Quan Nhân, xã Nhân Đạo, Lý Nhân, Hà Nam, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Sở Y tế tỉnh Hà Nam khẩn trương lên kế hoạch xây dựng đề án thiết lập cơ sở điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Phủ Lý, Hà Nam. Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẵn sàng tiếp nhận, thu dung, quản lý, điều trị các ca bệnh COVID-19 dương tính của tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận nếu dịch bệnh tiếp tục xảy ra. Bộ Y tế cũng đề nghị Bệnh viện Bạch Mai triển khai các điều kiện bảo đảm bệnh viện an toàn phòng chống dịch theo bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của Bộ Y tế. Báo cáo công tác chuẩn bị thiết lập bệnh viện để tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 về Cục Quản lý Khám chữa bệnh trước ngày mai 2 tháng 5. Với việc đang tiếp tục đẩy nhanh truy vết những người liên quan đến ca mắc COVID-19 ở Hà Nam và để tránh nguy cơ dịch khó kiểm soát, tỉnh Hà Nam vừa quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học một tuần lễ. Thông tin chi tiết của phóng viên Lê Hải đang có mặt tại Hà Nam. Tôi đang có mặt tại trường Trung học Phổ thông Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ngôi trường này đã phát hiện một em học sinh mắc COVID-19, cho nên dự kiến ngôi trường này sẽ được nghỉ học toàn trường cho đến giữa tháng 5 và sẽ có thể thêm thông báo nếu có những diễn biến mới. Các ca tiếp xúc với học sinh này đã được yêu cầu khai báo y tế và có các biện pháp khoanh vùng phù hợp. Các ngôi trường gần khu vực xã Đạo Lý có những trường hợp là F1, F2 của các ca mắc COVID-19 cũng đã được cho nghỉ học tới giữa tháng 5. Học sinh toàn tỉnh thì được nghỉ tới sau ngày 9 tháng 5 sẽ đi học trở lại. Trong thời gian nghỉ học, các trường sẽ tổ chức dạy online để đảm bảo thi cuối năm hoặc tốt nghiệp. Riêng một số ngôi trường có các F1, F2 mà nghỉ khoảng 2 tuần thì Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nam cũng đề xuất Sở Giáo dục Đào tạo xem xét lùi thời gian kết thúc năm học lại nếu cần thiết để đảm bảo các công tác phòng dịch hiệu quả. Như vậy, Hà Nam là tỉnh đầu tiên trên cả nước cho học sinh nghỉ học một tuần lễ trong đợt bùng phát dịch COVID-19 mới này. Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, 41 nhân viên y tế và 17 bệnh nhân của bệnh viện đã tiếp xúc với một nữ bệnh nhân là F1 của bệnh nhân số 2928 ở Đông Anh. Nữ bệnh nhân này là vào viện điều trị từ ngày 28 tháng 4 do thai ngoài tử cung. Hiện sức khỏe của bệnh nhân này đã ổn định. Ngày 30 tháng 4, bệnh nhân đã được chuyển tới khu cách ly. 17 bệnh nhân có tiếp xúc được bệnh viện chuyển vào khu điều trị riêng. Riêng 41 nhân viên y tế đã được yêu cầu cách ly tại nhà. Dịp nghỉ lễ năm nay, Phú Quốc đã đón lượng lớn du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Chỉ trong ngày hôm qua, 30 tháng 4, thành phố này đã đón hơn 50.000 lượt du khách. Mặc dù là đến thời điểm hiện tại, Phú Quốc đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, Phú Quốc cũng đã nâng mức cao nhất các biện pháp kiểm soát y tế đối với khách du lịch. Ngoài việc siết chặt đường biên giới trên bộ, trên biển và đường sông thì trong những ngày này, du khách đến Phú Quốc bắt buộc phải thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Cụ thể là hành khách bắt buộc phải khai báo y tế trước và phải đeo khẩu trang xuyên suốt trong quá trình tàu di chuyển. Cụ thể, việc lấy thông tin và hướng dẫn khai báo y tế và yêu cầu hành khách phải rửa tay xịt khuẩn như thế này trước khi lên tàu do lực lượng biên phòng chủ trì. Và dù việc kiểm tra y tế cũng như là thông tin hành khách trước khi lên tàu có mất thêm chút thời gian, tuy nhiên vì sự an toàn nên mọi người đều nghiêm chỉnh chấp hành. Cho đến nay thì tỉnh Kiên Giang chưa có chủ trương xử phạt bằng tiền đối với du khách tắm ở các bãi biển hay là đến nơi đông người không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, do lượng du khách đến Phú Quốc năm nay tăng đột biến, nên trong 2 ngày qua thì ngoài việc tăng cường kiểm tra kiểm soát vùng biển Phú Quốc và các cửa ngõ giao thông, việc kiểm soát chặt chẽ từng hành khách trước khi lên tàu ra đảo như thế này thì có thể giảm thiểu tối đa nguy cơ dịch bệnh, cũng như là rút ngắn thời gian truy vết nếu chẳng may có người bị dương tính với COVID-19. Singapore đã ghi nhận 16 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng hôm 29 tháng 4 vừa qua và đây là con số cao nhất sau 7 tháng với cụm dịch ở một bệnh viện lớn.
Bộ Y tế Singapore cho hay 8 trong 16 ca lây nhiễm cho cộng đồng liên quan đến bệnh viện Tan Tock Seng, một trong những cơ sở y tế lớn nhất nước này. Trong số những trường hợp mắc bệnh bao gồm một bác sĩ và một y tá đã tiêm vaccine COVID-19, cả hai đều xuất hiện những triệu chứng mắc bệnh. Hiện giới chức Singapore đã phong tỏa hai khoa trong bệnh viện để xét nghiệm nhân viên và bệnh nhân, đồng thời tăng cường cách ly và những biện pháp hạn chế di chuyển. Đây là lần đầu tiên COVID-19 lây lan bên trong một bệnh viện tại Singapore. 7 ca nhiễm cộng đồng khác được báo cáo hôm 29 tháng 4 liên quan đến một nhân viên xuất nhập cảnh tại sân bay. Bộ Y tế Pháp đã thông báo về các trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm biến thể mới có tên B.1.617 từ Ấn Độ. Ca mắc đầu tiên là một phụ nữ trở về từ Ấn Độ và đang sống tại miền Tây Nam nước Pháp. Hai ca khác sống ở miền Đông Nam nước Pháp cũng đã đến Ấn Độ. Biến thể B.1.617 chứa hai đột biến đáng lo ngại là E484Q và L425R, có tốc độ lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác tại Ấn Độ. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết biến thể B.1.617 hiện đã có mặt tại ít nhất 17 quốc gia trên thế giới. Trong khi đó, Ấn Độ lại vừa ghi nhận thêm một cột mốc đáng buồn khi số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày vượt 400.000 ca. Trong khi chương trình tiêm phòng ở nước này hiện vẫn còn rất hạn chế, chỉ ưu tiên cho nhân viên y tế tuyến đầu, người trên 45 tuổi và người có bệnh nền. Giới chức Ấn Độ đã báo cáo 408.331 ca mắc mới trong 24 giờ đồng hồ, đánh dấu một mức tăng kỷ lục nữa về số ca mắc trong một ngày, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên hơn 19,1 triệu ca, trong đó số người thiệt mạng vì dịch bệnh là hơn 211.000 người. Hôm qua là ngày thứ 10 liên tiếp ca mắc mới ở Ấn Độ cao hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Chỉ trong tuần qua, Ấn Độ báo cáo hơn 2,5 triệu ca mắc, chiếm hơn 43% tổng ca mắc mới trên toàn thế giới. Đợt bùng phát không ngừng lan rộng tiếp tục gây nên tình trạng thiếu giường bệnh và các nguồn cung cấp thiết yếu khác như oxy hay là thuốc men. Hiện đã có hơn 40 quốc gia cam kết gửi viện trợ y tế đến Ấn Độ. Dịch COVID-19 khiến Mỹ và Canada quyết định đóng cửa biên giới suốt một năm trở lại đây. Những người dân sống ở vùng biên gặp rất nhiều khó khăn khi mà giao nhận hàng hóa giữa hai nước. Đó là khi mà họ cần nhờ tới ông Paul Morris, một người giao hàng đặc biệt. Ông đã 82 tuổi, nhưng mà hàng ngày thì vẫn hăng hái giao hàng qua lại biên giới, bất chấp dịch bệnh COVID-19. Ông đang làm việc này như thế nào? Chúng ta hãy cùng xem. Đây là căn nhà đặc biệt của ông Paul Morris. Một bên là nước Mỹ, một bên là Canada. Đường biên giới nằm ngay trong nhà. Ngày nào của ông 82 tuổi này cũng bước qua bước lại địa phận hai quốc gia. Vị trí đặc biệt khiến căn nhà trở thành điểm trung chuyển hàng hóa vô cùng tiện lợi. Giờ tôi đang đứng với một khách hàng ở Quebec, Canada, và tôi bước qua nước Mỹ, lấy gói hàng và đưa cho vị khách này. Vị khách nhận hàng, quay lại Canada như bình thường vì anh ta không hề bước sang nước Mỹ. Người dân nếu muốn qua lại biên giới Mỹ và Canada sẽ phải cách ly 14 ngày. Quy định nghiêm ngặt khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Cũng vì thế mà cơ sở vận chuyển của ông Paul Morris trở nên rất đông khách. Trung bình, mỗi ngày ông xử lý khoảng 50 đơn vận chuyển, với khách hàng chủ yếu là người dân địa phương. Đây là cửa nhận hàng của tôi. Từ phía Mỹ, hàng hóa sẽ đi qua cửa này. Việc kinh doanh thuận lợi, nhưng ông Paul chỉ mong muốn cuộc sống yên bình trở lại. Nếu bạn nghĩ tôi muốn đóng biên như thế này để mình có nhiều khách hàng hơn thì không, không bao giờ. Điều tôi mong muốn nhất chính là mở cửa biên giới trở lại. Theo thỏa thuận từ năm 1842, căn nhà của ông Paul Morris là một trong số ít ngôi nhà được phép nằm trên biên giới hai nước Mỹ và Canada. Ông Paul đã sống ở đây từ hồi thanh niên và sẽ tiếp tục công việc giao nhận đặc biệt này cho đến khi sức khỏe còn cho phép.